Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Ta đã nói là không đánh lại nổi yêu vương đâu. Giờ thì hay rồi. Mọi người đừng ngang nghĩ đến việc được sống. Bây giờ làm gì đây? Trần Phàm trưởng lão sẽ không để chúng ta chết tốn công vô ích. Mọi người nhớ lại lời căn dặn của ngài ấy trước khi rời đi. Ta đã làm một ít nướng khô. Trên đường đi nếu có đói thì lấy ra mà ăn. Phải rồi. Trở thành bữa tối của bổn vương đi. Trưởng lão đưa mình thứ này. Đây là trước khi chết cũng phải ăn no một bữa hay sao? Có thể nghiêm túc chút không? Mọi người chẳng hiểu sức mạnh của Trần trưởng lão. Thịt của con người hoàn hảo đến vậy sao? So với yêu vương ở núi cự thú còn mê người hơn. Con mèo thối này nhìn đi đâu vậy? Hai người chết, chạy đi, chạy thôi, chạy thoát nổi sao? Nhìn đã quá nhỉ, lại thì nhìn này. Ơi xin đại tỷ tha mạng. Một ngày sau, Tiểu Phàm, huynh định khi nào đi tìm những người khác của thôn địa cầu? Yên tâm đi, giải quyết xong chuyện ở trường chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm bọn họ. Nhưng giữ biển người như vậy biết tìm ở đâu? Thời đại này cũng không có GPS. Đừng lo, người phi thăng đến vận mệnh kỳ lạ sẽ ảnh hưởng đến quy tắc của thiên đạo của đại lục. Chúng ta có thể thu thập thông tin xung quanh xem ở đâu có hiện tượng bất thường. Còn có cách đó nữa sao? Vợ thật là thông thái, cái gì cũng biết. Trần trưởng lão, chúng ta quay về rồi. Xến sầm quá, học sinh của chàng quay về rồi, mau lên lớp đi. Được được. Dáng vẻ thẹn thùng của vợ nhìn đáng yêu quá. Mọi chuyện đều suôn sẻ chứ? Để vi sư xem thành quả của Hổ Vương Nông Tơ. Hạc ngàn năm không già. Khỉ tiên mặt người. Các con. Trời đất, những thứ này là gì vậy? Hổ Vương Nông Tơ, hạc ngàn năm không già, khỉ tiên mặt người đều được bắt theo căn dặn của người. Mặc dù trên đường gặp khó khăn, nhưng là nương thảo của người nên có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ. May nhờ có Trần trưởng lão. Trần trưởng lão quả đúng là tính toán như thần. Cũng đâu phải là không có động vật bình thường, sao lại phải bắt yêu quái cơ chứ? Thôi vậy, hổ yêu cũng là hổ. Nếu mọi người đã cố gắng như vậy, thì hiện tại ta sẽ dạy cho mọi người làm thế nào để hiểu thấu đáo võ đạo. Giết ba con yêu vương này để nâng cao thực lực hay sao? Đương nhiên không phải. Những ngày sắp tới, mọi người sẽ phải cùng ăn cùng ở với ba con yêu quái này, quan sát tập tính và tư thế của chúng. Đến khi mọi người có thể kết hợp giữa kỹ thuật võ đạo và hình dáng của dã thú, lĩnh hội được ý nghĩa của võ đạo. Được rồi, mau cởi trói cho chúng đi. Trưởng lão nói đúng lắm. Tiểu tuyết, sau này chúng ta sẽ cùng ăn cùng ở, tuyệt đối là không chia cắt. Đúng là khiến người khác muốn đánh. Con hổ này quy thuận cũng nhanh quá nhỉ. Ngươi nói chuyện đó làm gì, nhân lúc này thì chạy đi. Cái con khỉ nhà ngươi thì có tư cách gì nói người khác? Ngươi muốn trốn đi tìm con hồ ly tinh kia có đúng hay không, con khỉ thối? Nam nhân không đấu với nữ nhân, ta khuyên ngươi là lên nương thiện lại. Ngươi đã bao giờ đấu thắng rồi sao? Con khỉ bạc tình đánh chết ngươi. Ôi ôi, đừng đánh nữa, bọn ta bị oan mà. Đây là tình huống gì vậy? Con cũng không biết. Cao nhân, ta biết. Hôm nay trước đây có một con hồ ly chín đuôi đến núi cự thú khiến cho hai người đó mê mẩn đến điên đảo thân hồn. Nhưng mà tiểu tuyết ơi, ta xin thề, ta chỉ thích nàng mà thôi. Hồ ly chín đuôi đó là yêu quái gì? Sao ta chưa từng nghe nói bao giờ? Chẳng lẽ chính là hiện tượng kỳ lạ mà tiểu vũ nói? Không. Tìm thấy rồi, thì ra là ở đây.